Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay sẽ nhờ mình giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, hotline 0395 838 345. Như trên màn hình các bạn thấy thì đây chính là những chiếc camera ngụy trang ổ cắm điện. Thì nhà mình đang có hai mẫu, đó chính là ổ cắm điện âm tường và ổ cắm điện dân dụng. Đấy, đối với những cái dòng ổ cắm điện này của nhà mình thì các bạn vẫn có thể sử dụng những cái chân jack cắm điện như bình thường, các bạn vẫn có thể cắm điện thoại này, cắm cơm, cắm quạt, cắm nước như bình thường. Đó, các bạn vừa sử dụng vừa sử dụng cam này, vừa sử dụng cắm điện như bình thường cho mình luôn. Đó, mắt cam thì siêu siêu nhỏ đấy, sẽ độ vào những cái vị trí như kiểu là đối với những con này thì nhà mình sẽ độ vào cái chân jack của cái con âm tường này, và những cái đối với những cái dòng dân dụng thì nhà mình sẽ đặt vào chính giữa này hoặc là những cái bên sườn này, đấy là tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Đó, mắt cam thì siêu nhỏ nên là có thể theo dõi được vợ chồng này, bảo quản được đồ đạc tài sản cá nhân cũng như là lưu trữ bằng chứng chứng cứ này. Đấy, mắt cam của nhà mình ấy thì siêu nhỏ ấy, có góc quay là 150 độ, hình ảnh thì full 4K, có chức năng kết nối từ xa qua 3 4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, âm thanh thì to rõ ràng, lưu trữ thì toàn bộ ở trong thẻ nhớ và kết nối được qua điện thoại. Khi mà kết nối được qua điện thoại thì các bạn có thể xem được từ xa cũng như là giám sát này, theo dõi bảo quản được tài sản cá nhân hoặc là bắt trộm hoặc là lưu trữ bằng chứng trực tiếp và cực kỳ là hợp lý. Bảo quản được tài sản cá nhân thì các bạn có thể biết là ai là người trộm cắp vật trong gia đình các bạn này, trong cửa hàng các bạn này. Đó, các bạn có thể theo dõi được nhân viên này. Đấy, theo dõi được một ai đó có ngoại tình hay không này, có hay ra vào nhà các bạn hay không, cửa hàng các bạn hay không. Đó, và có camera này thì các bạn kết nối với điện này. Đấy, các bạn cắm điện thì nó sẽ tự động quay và lưu. Đó, con này thì quay 24/24. Đấy, cái em này ấy thì dùng để lưu trữ bằng chứng này, theo dõi thì cực kỳ là hợp lý luôn. Đó, những cái dòng ổ điện này ấy thì nó vẫn sử dụng những cái chân jack như bình thường. Đấy, các bạn vẫn có thể cắm như bình thường nên là rất là kín. Đấy, đối với những cái dòng này ấy thì sẽ phải làm nhiều người bất ngờ vì không thể nào mà biết được đây chính là một chiếc camera giấu kín trong những con ổ điện này cả. Đó, tại vì nó sử dụng điện như bình thường nên là chả ai mà nghĩ đến đây sẽ là những cái chiếc camera giấu kín ở trong đây. Đó, thì bây giờ với những cái nhu cầu mà sử dụng đến những cái dòng camera giấu kín hoặc camera ngụy trang ngày càng nhiều để giám sát cũng như là quay lại bằng chứng theo dõi một ai đó thì các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật được thêm nhiều mẫu camera ngụy trang siêu kín bên mình. Bên mình thì đang có rất là nhiều mẫu camera ngụy trang khác nhau để phục vụ cho tất cả các nhu cầu của các bạn. Hoặc là bạn nào đang có muốn độ chế và những cái thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng trong gia đình thì cũng có thể liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 838 345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn nha. Đấy, nhà mình thì có đặt theo yêu cầu, các bạn muốn độ vào những cái tranh ảnh hoặc là những cái bất kỳ cái gì ấy thì các bạn cũng có thể liên hệ cho mình. Đấy, để nhà mình có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các bạn. Đó, nhà mình thì đang có những cái chương trình ưu đãi cực kỳ là hời nên là các bạn hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh ủng hộ nhà mình thì nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn những cái ưu đãi như là tặng cho các bạn một chiếc thẻ nhớ cho cam để các bạn có thể lưu trữ được dữ liệu và khi nhận hàng về là các bạn chỉ việc mở ra và sử dụng thôi. Những cái chiếc thẻ nhớ đấy thì nhà mình sẽ gắn sẵn vào những cái chiếc camera này cho các bạn. Đó, và thứ hai là khi các bạn mua hàng, các bạn đặt hàng thì các bạn sẽ được free ship toàn quốc. Đó, hãy nhanh tay ủng hộ đăng ký kênh cho nhà mình. Đó, thì các bạn sẽ được nhận những cái ưu đãi cực kỳ là hơi. Và bây giờ ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những cái dòng camera giấu kín bên mình. Đấy, những cái dòng camera này thì cực kỳ là dễ sử dụng. Đầu tiên thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con em là. Đối với những cái dòng này thì các bạn chỉ việc kết nối với nguồn điện cho mình. Ấy, còn đối với cái con này này, con ổ cắm điện âm tường này thì bạn cũng kết nối vào nguồn điện. Bạn kết nối vào nguồn điện cho mình. Ở đây mình sẽ kết nối vào cái nguồn điện và cái dây này. Đó. Đây. Rồi mình sẽ cắm cái nguồn điện. Đó. Khi mà các bạn đã kết nối với nguồn điện rồi này thì các bạn bật điện thoại của mình lên nha. Các bạn sẽ bật điện thoại của mình lên rồi các bạn ấn vào phần App Store hoặc là CH Play tùy vào dòng cái điện thoại mà các bạn đang sử dụng cho mình. Đó.
các bạn ấn vào đây để tải ứng dụng ấy. Đấy. Khi mà các bạn ấn vào ấy thì các bạn sẽ ấn vào phần tìm kiếm, ấn vào mục tìm kiếm, ấn vào tìm kiếm, ấn ứng dụng Lookcam, LOOK CAM. Đấy, các bạn ấn tìm kiếm ứng dụng Lookcam, các bạn ấn tải về cho mình. Thì ở đây mình đã tải về rồi. Các bạn nào chưa tải thì các bạn ấn tải về. Đấy, và chờ cho nó tải xong. Khi mà tải xong ứng dụng thì các bạn ấn thoát ra cho mình này. Ấn vào phần cài đặt của điện thoại, ấn vào phần wifi của điện thoại. Đó, wifi của điện thoại. Khi mà ấn vào phần wifi của điện thoại thì các bạn sẽ bắt được cái tín hiệu wifi của cam phát ra. Là mặc định của nó sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên, tiếp theo sẽ là một dãy chữ số và một dãy chữ cái như này cho mình. Đó, và cái wifi này của nhà mình ấy thì nó sẽ không có mật khẩu để cho các bạn có thể kết nối được dễ dàng. Và khi một máy chủ của các bạn đã kết nối rồi thì những cái máy khác bật cái wifi này lên thì nó sẽ không nhìn thấy cái tín hiệu, không nhìn thấy cái tín hiệu wifi của cam phát ra nữa. Đó, nên là cực kỳ là kín đáo cho các bạn. Các bạn sẽ không lo bị lộ, không lo bị biết được cái tín hiệu của cam này. Đó, cực kỳ là bảo mật cho các bạn. Đó, và khi các bạn đã kết nối thành công như thế này rồi thì các bạn ấn thoát ra cho mình này. Ấn vào cái phần ứng dụng Lookcam lúc nãy mình vừa tải về và sử dụng thôi. Cực kỳ là tiện. Đấy, sử dụng qua app cũng giống như những cái dòng cam to. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng và ai ai cũng có thể sử dụng. Đó, và khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện lên chữ device online màu xanh như thế này. Các bạn ấn vào đây cho mình, ấn ken cho mình. Đó, thì đây mình sẽ quay ngang như này. Đây nha, đây sẽ là một con cam của mình nha, mình sẽ định như này. Đấy, đây. Và khi các bạn lắp đặt vào ấy mà các bạn thấy nó đang bị ngược hình ảnh như thế này thì các bạn có thể tùy chỉnh vào những cái chức năng của nó ở dưới đây. Đấy, đây, đây sẽ là tùy chỉnh hình ảnh. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh với đúng hai cái này, hai cái hình tam giác, mũi tên tam giác này. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh vào đây theo đúng của các bạn. Đó, cam của nhà mình ấy thì cực kỳ là mướt này, cực kỳ là mượt luôn. Đó, cam của nhà mình ở trên đây thì có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Những cái ngày giờ tháng năm này là cập nhật giờ ngày giờ tháng năm quốc tế, nên là cực kỳ là chuẩn xác. Đó, cực kỳ là chuẩn xác cho các bạn để các bạn có thể lấy làm bằng chứng chứng cứ. Và ở trên đây thì nó sẽ độ phân giải của, ở trên đây sẽ là độ phân giải của cái con cam này. Các bạn có thể chọn 4K, 2K, 1080 tùy các bạn sử dụng. Đó, tùy vào mục đích yêu cầu của các bạn sử dụng. Đó, và ở dưới đây sẽ có những cái tính năng như là nghe này. Đấy, khi các bạn nào mà ở xa ấy, các bạn kết nối từ xa, các bạn nghe từ xa, các bạn muốn nghe to rõ ràng thì các bạn cứ bật max âm lượng cho mình. Đấy, bật max âm lượng lên, các bạn ấn vào đây này. Đó. Đấy, khi mà các bạn ấn nghe đây thì âm thanh cực kỳ là to và rõ ràng. Ở đây thì mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên là nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh, và khi các bạn nghe từ xa thì âm thanh nó sẽ to rõ ràng hơn. Đó, và ở dưới đây thì sẽ có chức năng ghi âm này, chụp ảnh này, quay phim trực tiếp. Đó. Đây. Đó, thì ở đây thì nhà mình sẽ có cả zoom này. Đấy, các bạn có thể zoom phóng to phóng nhỏ đấy để soi cực kỳ là khá là xa cho các bạn. Đấy. Thì ở trong đấy thì chỉ có những cái tính năng như thế thôi. Đó, tính năng cơ bản là như thế, cực kỳ là dễ sử dụng. Đấy, các bạn nhìn qua là các bạn có thể nhận biết và nhìn ra luôn. Đó, thì ở trong đây thì có những cái tính năng như thế là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì khi các bạn thoát ra này và các bạn muốn kết nối từ xa, các bạn muốn xem từ xa thì các bạn phải đạt được cho mình hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là xung quanh của cái con camera này ấy, phải có wifi. Đấy, phải có wifi. Thì khi nào ở trong phòng các bạn có wifi thì các bạn ấn vào phần bánh răng cài đặt này cho mình này, ấn vào phần device setting này. Đấy, device setting thì các bạn ấn vào phần wifi setting cho mình thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái wifi ở xung quanh cam này, thì các bạn ấn chọn wifi của nhà mình. Đấy, các bạn ấn nhập mật khẩu vào cho mình, ấn ok. Đấy, là khi đi xa này. Yêu cầu thứ hai là máy của các bạn cũng phải có mạng 3G, 4G hoặc wifi. Đó, thì các bạn mới có thể xem được từ xa. Đó, thì những cái yêu cầu đấy chỉ là những cái yêu cầu về vấn đề mạng thôi. Đấy, cực kỳ là dễ, cực kỳ là đơn giản, dễ đáp ứng cho các bạn. Đó, thì ở trong phần device setting này thì cũng sẽ có một mục gọi là SD card setting. SD card setting này ở trong này thì có cái phần gọi là auto record và
Aram Record. Auto Record này sẽ là phần quay trực tiếp 24/24, và Aram Record này thì nó sẽ là phần quay hình chuyển động, ghi hình chuyển động, tức là cứ có một cái chuyển động nào đi qua cam của các bạn thì nó sẽ tự động quay và lưu. Đó thì các bạn có thể tùy chọn, các bạn tắt đi bật lên cho mình. Đấy, ở đây thì nhà mình sẽ đặt mặc định là Auto Record cho các bạn. Đó. Và tiếp theo thì ở dưới đây sẽ có cái phần gọi là Video Duration. Cái phần Video Duration này ấy, thì sẽ là phần thời lượng lưu của một cái video mà các bạn nó sẽ tự động quay và lưu ấy. Ở đây thì nhà mình sẽ bật 5 phút. Đấy, mặc định là 5 phút thì cứ nó sẽ cứ quay 5 phút rồi nó sẽ tự lưu một video này liên tục như thế, 5 phút một video, 5 phút một video. Ở đây thì nhà mình sẽ có thời lượng là ngắn hơn là 3 phút, dài hơn là 10 phút hoặc 30 phút. Đấy là tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn có thể ấn vào đây để tùy chỉnh. Đó, cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Và tiếp theo cái phần cơ bản nữa là khi nào mà các bạn muốn xem lại những cái mục lưu trữ, những cái video lưu trữ ấy, nó quay lưu trữ, thì các bạn ấn vào phần cloud và chéo SD này cho mình, ấn vào phần SD file thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ trong đây, các bạn có thể xem lại. Đó, xem lại toàn bộ file lưu trữ ở trong đây. Và các bạn nào mà ấn lưu trực tiếp, quay trực tiếp ở trong cái phần trong cái phần cam ấy, thì các bạn ấn vào phần photo này thì nó sẽ hiện ra những cái phần bạn lưu chụp trực tiếp ở trong đây. Đó, còn những cái mà nó sẽ lưu toàn bộ thì nó sẽ lưu ở trong đây. Đó, cực kỳ là dễ sử dụng nha. Đấy, thì trên đây ấy cũng là cái phần mà mình hướng dẫn này, hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào mà có nhu cầu sử dụng đến những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang của nhà mình thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 888 345 để nhà mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn nha. Và sản phẩm của nhà mình ấy thì có bảo hành 1 năm lỗi 1.1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Hết 1 năm thì nhà mình sẽ bảo hành linh kiện cho các bạn. Đó. Và các bạn có thể đến trực tiếp hoặc là đặt mua online. Khi các bạn đặt mua online thì các bạn sẽ không phải cọc mất một đồng phí nào cả đối với những hàng có sẵn. Có những cái hàng các bạn đặt theo cầu thì các bạn phải cọc cho mình nha. Đấy, thì để tránh cái trường hợp mà khi nhà mình gửi hàng các bạn không nhận hàng thì những cái hàng đấy thì nhà mình sẽ rất là khó bán lại. Đó, hoặc là phải tiêu hủy rất là nhiều chi phí. Đó. Và khi các bạn nhận hàng ấy thì các bạn được đồng kiểm với shipper này, được bóc hàng này, được test hàng, được thử hàng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn mới thanh toán. Trong trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Đó, nhà hàng của nhà mình ý thì bao test, bao ship cho các bạn luôn. Thì video của nhà mình đến đây thôi. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình. Và nhớ ấn đăng ký kênh để được nhận những cái ưu đãi cực kỳ là hời. Đó, cực kỳ là hời. Và các bạn có thể tham khảo những cái mẫu khác trên kênh của mình. Rồi thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.